Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tôi giới thiệu cho quý vị một số những cái cây bonsai của anh Đại nữa. Trước mặt chúng ta đây là cái cây hoa giấy. Cây hoa giấy có cái dáng rất là quái. Có cái thân hình nó dị dạng, không giống cái kiểu gì cả. Nhưng mà được anh ấy làm bông tán tay cành, ấm thân, rất đẹp, và cây dăm cũng đã dày rồi. Cái cây này thì có cái thân chính lũa chia làm 4 mảnh. Chính cái điểm lũa đó lại tạo nên cái điểm nhấn cho cái cây này. Và bây giờ chúng ta cùng đến để xem chi tiết. Đây chúng ta xem từ phần thân của nó nhá. Khác người. Kiểu như là những mảnh đời ghép lại. Giấy mà còn khỏe như này, ve sẹo, bo tròn. Nhưng mà giấy tím này thì anh cũng làm rất là nhiều, rất là khỏe. Cái đây nhá. Nó chắc là ngày xưa nó bị. Chúng ta xem ở đây này. Cái sẹo nó ve nó ăn sâu ở trong, thành một cái hang hốc như là cái cây cổ thụ trong rừng bị lũa. Chúng ta xem qua cái bộ tai bông của cái cây hoa giấy này. Đấy, đây phần thân đây. Có cái thân kỳ quặc. Cái khu vực này là cái khu vực mà đáng lưu tâm, nhìn rất ấn tượng. Thân co lắc. Thân co lắc lên đây, chạy lòng vòng, u biếu. Tay cành ấm thân bài mái hợp lý, hơi đổ xuống theo lối bonsai quốc tế. Dăm dày. Vâng, anh giới thiệu một chút về cây này. Thì anh bây giờ anh đang làm để chỉnh sửa để cho mới để vào hoa nó vào dịp Tết. Rồi mới ép xong mới cắt lá đi để cho nước lọc mới và ra hoa luôn. Và cây này thì cũng là một cây làm rất lâu rồi. Rất nghệ thuật. Tượng trưng nó như một cây dáng não như nó vậy. Một cây tổng thể để cân đối tay cành. Thì hôm nay cũng chia sẻ anh em. Đây nhá. Anh em ngắm xem cũng nó cũng là một cây nó vừa tầm chơi đấy, hai người B. Hai người B bình thường đó. Cái cây này là cái cây mới được xuống lá. Để lộ ra bộ gọng rất dày. Xuống lá đợt này là để cho ra hoa đúng dịp Tết. Đây chúng ta có thể xem từ bên dưới lên xem cái bộ gọng của cây này. Một cây này đặt ở vườn cũng rất là hay nổi bật đấy. Khi ra hoa thì cũng là một cái hương sắc hoa giấy thì thôi rồi. Vâng. Ai mà yêu hoa gặp hoa giấy thì chắc là mê liền. Anh cho cái kích thước này. Ngày xưa các cụ chẳng đặt cô em nào tên là em hoa giấy. Rồi kích thước cho anh em xem rõ nhé. Đây là phần vanh này, phần vanh gốc này, đây là 70 này. Anh em biết ước lượng là cái phần thân của nó là 70 này. Đó. Cái thân đoạn đấy, đo luôn đoạn đấy. Anh em biết là 18 phân. Đo chiều tàn cho anh em này. Chiều tàn ra đây là 90 này. Chiều tàn 90, chiều cao của cái này là anh em hình dung là đo cao đây là 1m1 và tới miệng chậu cao 1m1. Báo giá này. Báo giá để cho anh em là 18 triệu bao ship. 18 triệu bao ship. Và cây rất đẹp. Anh quay một lượt nữa xung quanh các hướng cho anh em cùng xem.
cổ dàn cành, nhưng là cây này thì là đẹp rồi, ấn tượng. Để anh em chơi là rất là phù hợp rồi. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cái cây vế đằng sau anh Đại đang đứng kìa. Đấy cũng là một cây hoa giấy rất đẹp. Chúng ta cùng theo dõi. Ở cái cây tiếp theo, tôi giới thiệu cho các bạn. Đây là một cây hoa giấy lùn lực, dáng điệu. Có hai thân quận vào nhau, chung một gốc, lên kia chia cành thành hai thân. Có thân chủ, thân phụ, bông tán bài mái ấm thân. Tán hơi rủ xuống theo lối bonsai quốc tế. Một cây hoa giấy tím bắc, thân cốt rất lớn, lùn lực, khỏe cây, da vàng. Và bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết cây cây này. Cốc to lùn lực. Cây này được trồng trên một chiếc chậu gốm, chậu đất nung. Đây là cái phần thân lắc. Đấy, có hai thân nó quện với nhau như này. Và bây giờ chúng ta thử xem bộ gọng. Cái bộ gọng của cây này khá ấn tượng. Côn cành cắt giật nhiều lần, bông tán dày dặn rồi, giam chi cũng rất dày. Đây nha, các cái mảng tách lớp này, cứ bông nọ tách lớp khỏi bông kia thành những cái mảng khối rõ ràng. Anh xoay giúp em một vòng nữa, chúng ta xem được bông tán ấy. Cái này trông tay thế thôi nhưng mà tuốt ra đẹp lắm, cái bộ xương nó cực đẹp. Cái này đẹp mà. Nó lùn lực vừa đẹp. Nó là một cốt cũng nói là nó cũng phải lựa, có những cốt đẹp như này. Thôi mình cũng chỉ là người lúc nào cũng luôn luôn phục vụ làm đẹp cho mọi người có những tác phẩm đi chơi. Vâng, anh cho xin thông số kích thước. Báo số luôn cho anh em được biết, cứ mình cứ đo là có những tác phẩm là giao dịch cho anh em. Đó. Rút thước ra, đây là 75 này, đo ra đây. Đấy, còn đo nữa thì phải ra đây. Đo đến cái cổ này. Tương đối thôi, hoành đế. Rồi, 75. Còn đo cái cổ của cái ấy này nhá. Cổ của nó là đây là 67 phân. Chiều cao 55 phân. Chiều cao 55, dài tàn. Chiều tàn cái này là 76 phân. 76. Giá để cho anh em là 12 triệu bao ship. Tác phẩm đẹp này. Vâng, một cây hoa giấy lùn lực rất đẹp. Giá 12 triệu bao ship cho anh em. Được trồng trên một chiếc chậu cũng rất hợp với cái cây này. Những điểm co lắc rất đẹp của thân và những cái dàn cành ấm cúng, bông tán bài mái theo lối quốc tế rất đẹp. Xin giới thiệu anh em mình đơn giản thôi, anh em nào gọi là đại gì cũng được, là đại đồng rừng đi nha. Nào có những cây rừng phục vụ cho anh em, cây rừng mới, được cây mới và đặc biệt cho anh em. Cây rừng được thuần hóa, được làm lại đấy, rồi. Chúng là chi tiết để anh em chơi những cái tác phẩm đẹp để đi trưng bày ở nhà và ngắm. Vâng, tôi xin dừng cái cây này và chuyển sang một cây mới. Vâng, ở tác phẩm tiếp theo giới thiệu với các bạn, đây là một cây sam hương. Một cây sam hương tầm trung nhỏ, một người bê. Cái cây này có cái dáng bonsai quốc tế, nhìn khá điệu, có một tay hoành hơi đổ xuống và có cái tay hồi, giam chi cũng rất dày. Một cái cây sam hương có cái dáng bonsai quốc tế, phải nói là tôi nhìn cũng rất là ưng mắt rồi.
và được trồng trên một chiếc chậu tàu khá dày nhá. Nếu anh em nào mà muốn sở hữu cái cây này thì sẽ bán cả bộ, cả những cái khay và cái chậu này. Chậu dày lắm, rất đẹp. Và bây giờ tôi sẽ đi chi tiết vào cái gốc cây và thân cây cho chúng ta cùng xem. Cây gốc cốt lớn này, tay cành chia, cành ngọn, rồi cành phong đằng sau. Đấy, cắt giật rất nhiều lần những điểm khục khoặc như này. Đây chúng ta xem qua bộ gọng dày di dít. Quả phúc cũng đẹp. Cái đây là cái tay tay hồi. Tay hồi được uốn rất kỹ. Và những chi răm cũng dày. Tôi sẽ nhờ anh Đại xoay quanh một hai vòng cho chúng ta cùng xem nhé. Sau đó là sẽ đi đến thông số kích thước của cây này. Đặc biệt nó lại đổ khác người, nó tầm trung trung to. Tôi cũng báo giá anh em để cho anh em biết rằng là một cây sao hương rất bé và gọn. Có vành có. Này là túm hết gọn hết ở cái phần chân nhá, được 52 phân. Do cái cành huyền ấy, nó cành hoành ấy, nó đổ xuống nó vướng vào miệng chậu cho nên không đo được. Yeah. Chính xác. 10 cái cổ là 17 phân. Cổ gấp. Cổ gấp 17. Cho người ta anh em biết là cái chiều tàn này là dài bao nhiêu biết không? Chiều tàn là 55 phân này. Chiều cao ở miệng này là 26 phân. 26 phân. Rồi. Chiều đấy, cổ gấp này. Đàn cành nam này. Anh quay chậm về xử lý lại. Nhà mình có nhiều chuột quá, cây này đang muốn giữ làm đấy. Cứ chuột nó thấy thơm nó cắn. Rồi dừng lại. Rồi. Báo giá để cho anh em 10 triệu bao ship. 10 triệu bao ship, một cây sam hương rất đẹp. Dáng bonsai quốc tế, chúng ta chỉ việc chơi thôi. Đang mà chỉnh sửa cho làm cái tiểu phối tiểu cảnh như thế. Để cho anh em cái chơi giá đẹp. 10 triệu bao ship cho anh em nha. Vâng, một cây sam hương giá 10 triệu. Và tôi sẽ chuyển sang một cây tiếp theo. Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với lại khán giả, đây là một cái phôi vối. Một cây vối lùn lực. Cái phôi này cũng quay đăng lên để cho anh em nào mà đang săn phôi, đang đi tìm cây phôi thì chúng ta có thể tìm đến cái cây này. Một cái gốc cây vối rất độc đáo, lùn lực u biếu, nu sần. Có những cái tay cành đang nuôi để làm tiếp. Nếu anh em thích cây này thì có thể mua về để làm tiếp. Và chúng ta cùng xem cái bộ thân đế của cây này. Cái cây này cũng được chọn cho một cái chiếc chậu xi măng chậu khánh, nhìn rất phù hợp với cây này. Và những viên đá đã được anh Đại anh ấy phối tiểu cảnh ở đây, nhìn cũng khá là đẹp và ấn tượng. Còn đây là cái phần lu sần. Thân của cây vối này nó rất là hay, sần sùi u biếu luồn lực. Em này mà hoàn thành cũng ra cuộc chơi cũng khó hiểu đấy. Cái phần này là em nó bị nũa. Đây san hô à? Xử lý thêm cái phần đá thấm cho em nó. Đá thấm cái san hô. Cái phần chân của đá thấm này thì cái thành của nó ve hết rồi. Sau nó tì vào đây. Đó. Và cái phần rêu. Cái này thì rất là lu cục, rất là lùn nực. Đó. Một cái phôi vối lu sần lũa và đã được tạo tác lại cái bộ thân đế này.
cây vối lùn lực rất đẹp. Nếu chúng ta thích thì có thể liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình và về làm tiếp cái bộ tay cành này. Tương lai là một cây rất độc đáo và đẹp. Và bây giờ nhờ anh Đại anh đo giúp cái kích thước. Nghiêng cái chậu. Thôi đo cho anh em nhé. Một cây vối ba vai đấy, nói ba vai nụn nực u biếu này mà nó lại là hàng độc đấy, nói thẳng luôn đó, là cốt phôi hàng độc mà cũng hàng cốt chậu. Để cho anh em bây giờ đây cái phần ngọn vẫn nuôi để giật rụt cho nó đẹp. Thì đây đo cái phần này để cho anh em biết là kích thước của cái này to hay nào. Nó cũng bảo 90 này. Hoành 90 nhá. Rồi. Cho đấy, cho này cho thoải mái. 93 phân. 93. Đấy, 93 phân. Lù biếu nhìn rất đẹp. Chiều tàn thì không nói đến sao. Thôi, đo ngang cây là được rồi, thế được. Chiều tàn nó tầm 50 đi. Cho chiều cao nhé, chiều cao bên này sau chỉ lấy mức độ đến đây thôi. Đây đang nuôi. Chỉ tầm 48 phân. Tầm 50 phân là đẹp. Và sau này chúng ta có làm chúng ta lấy ngọn đến tầm chỗ kia là cắt giật lại thì sẽ thành một cây lùn lực đẹp. Một vai của nó là 45 phân, nhưng cái cây vối này nó lại đặc biệt, nó muốn ghép cũng không ghép được, như xanh thì ghép ba vai được, nhưng mà ruối à cây vối này nó lại thiên nhiên tạo cho. Một cây này là phục vụ cả nhà, thơm lắm, cuối lết thơm, đây nghiêng chậm. Một cây hôm nãy là nghiêng, hách đằng kia lên. Được rồi. Đấy, báo giá đi anh. Để cho anh em 14 triệu bao ship. 14 triệu bao ship. Và một cây phôi vối rất độc đáo. Chúng ta liên hệ cho anh Đại nhá. Và tôi sẽ chuyển sang một cây mới. Tuyệt vời. Vâng, giới thiệu với khán giả đây là một cái cây sim da đỏ. Một cây sim cốt lớn, nhiều đầu. Nguồn gốc ở vùng núi phía Bắc, là một trong những dòng sim rất khỏe. Cái cây sim này thì là có cái bộ đế nu cục, nhìn rất đẹp, rất dễ tạo tác cây cảnh cây bonsai. Thì cũng giới thiệu cho anh em một cái cây phôi, ai thích thì có thể liên hệ và sở hữu cho mình cái cây sim này. Tôi sẽ nhờ anh Đại xoay các hướng để cho chúng ta cùng xem. Anh xoay giúp. Một cây sim nhiều đầu nhá. Đây chúng làm ta xem Vũ Phúc không làm mái đẹp lắm. Cái này làm bonsai thì chấm hết luôn. Mầm của cây đấy. Đây này, cái phần lu biếu chun sụn của da vỏ. Một cây sim rất già. Lọc nó đỏ rực như thế. Một cây này là nó tỏa ra một cái tàn hoa thì thôi rồi. Tất cả những cái lọc non đang bung ra. Đó. Cây sức sống cũng rất khỏe. Và đây là cái vế mặt chính của cái cây này. Đây tôi sẽ quay chi tiết cái hướng này cho anh em cùng xem nhé. Bác nào mà thích phôi sim ấy, đã sống rồi, yên tâm rồi ấy, thì có thể gọi điện cho anh Đại để sở hữu cho mình cây này. Cái điều đặc biệt của cây sim này nó rất hay này. Cái phần gốc đế chun sụn nhưng mà lên đến đây cái nó bắt đầu thoát lên thành thân thì là cái u biếu đã không ấy nữa, nó chỉ tập trung từ đây trở xuống ở cái bộ đế này. U biếu rất đẹp. Cái này hoành lớn này, nhờ anh Đại anh đo giúp cái kích thước của chúng ta hình dung được. Cũng giới thiệu anh em là đây là một gốc sim lùn nực và rất là già, chung tuổi đời nó rất là lâu rồi. Nhưng một cái gốc này nó phải là ở trên cái núi mà nó rất là cằn cỗi thì nó mới được này. Chứ không phải là bình thường trồng lên này. Nó chỉ thẳng đuột thôi. Nếu được một gốc to này nó cũng rất là lâu năm rồi, mấy chục năm.
trở lên chứ không nói là trở xuống. Rồi bây giờ cũng mình bây giờ khám phá được một số gốc sim nó đặc biệt này. Đây là cái vanh phần chân này là 110 phân này, 1m1 nhá. Đấy, đo cho anh em những cái thân cổ này. Thân cổ, riêng một thân cổ là 35 phân này. Một anh, thân đấy. Anh đo giúp cái thân đứng trước mặt 35 phân này. Đấy, bây giờ cây này thì mình dâm này là được 1 tháng rồi, mầm lên đẹp rồi. Đây là 28 phân. Vâng, anh xoay với mặt kia đo cho anh em cái kích thước của hai cái tay bay ra. Thì cây này để làm 5 thân cũng phúc, cũng rất là đẹp. Xong mình chia tay cành làm nó ấm thân 30 phân. Theo như cây này thì nó rất là nhiều rễ con, đánh trên một cái đồi gọi là đất núi đá, nó dễ độc dễ tơ. Nhưng cái cách cây thì cũng lựa chọn được một gốc to này nó cũng rất là hiếm. Cũng để cho anh em là giá 8 triệu một gốc sim. Mình bao sống như này, ươm sống lên mầm rồi. Anh em về chỉ việc chơi xong làm tay cành. Đấy. Có ship không? Rồi cái này bao ship cho anh em. 8 triệu bao ship. Rồi. Vâng, nhìn ship cái... ngoài Bắc này. Đấy. Nhìn cái cây sim này tôi lại nhớ đến bài hát Những Đồi Hoa Sim ở chiến trường Đông Bắc đó. Đó chính là cái khu vực chúng tôi đang ở. Vâng, một cái phôi sim rất đẹp. Và đây cũng là cái cây cuối cùng của clip. Xin chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.